Anh thấy thịt nó lên màu chưa? Ừ, thấy rồi. Đỏ chưa? Đỏ lại chưa? Luôn mấy bạn ơi. Đỏ chưa? Thắng nước màu mới thắng bằng dầu nhịn cục màu nè. Nè, cục nước màu mở ra dính cục vậy nè. Vậy đi làm đồ bếp nè. Mấy bạn thấy cục nước màu có chảy ra không? Xui. Nó giấu cục nước màu không dính luôn kìa. Xui. Vợ đóng ra cục kẹo bạch nha vậy mà nói thắng nước màu lại luôn. Các bạn đã trở lại với kênh Đẹp Chân TV. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào các bạn. Thì sáng nay á là mình đang ở nhà, chúng ta nó kêu nó dắt mình đi ăn cơm. Thì mình tưởng là nó dắt mình đi đâu thì nó dắt mình vô đây nè các bạn. Cô vàng đòi nữa. Ủa, ruộng ngàn sao đòi các bạn thấy không? Thì mà hôm nay mày dắt anh đi ăn gì vậy? Mày mời anh ăn gì vậy? Hôm nay em nấu món thịt kho nồi đất. Với lại canh chua, cá diêu hồng. Hai món thôi, ăn cơm rồi, ăn với cơm trắng rồi. Cơm nấu bằng nồi đất luôn. Hôm nay mình sẽ kho món thịt kho nồi đất nha. Và mình chuẩn bị đây nửa cái thịt ba chỉ. Rửa sạch rồi nha anh em. Giờ mình ướp. Ê, ba trái cà chua chắc dường trái phải không? Không dường đâu. Ừ, dường trái á. Tôi cho một trái ăn. Rồi bây giờ mình ướp cho một trái ăn nha. Tiêu xíu bột ngọt. À, giờ mình ướp tới nửa đường rồi, nước mắm không? Bây giờ mình mắm rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ đi xin nhà dân bữa nước mắm để mình nấu món này. Nó ăn quên, quên đi nước mắm. Ui, tao lại luôn. Đi cô, ta đi ta cô. Thôi đi. Đi nè, đi, chú vui. Giờ đầu bếp mà đi nó quên đem nước mắm các bạn ơi. Nói chứ mình tính chuồng anh chuột rồi mình cho không có ăn thịt khỏi nên bằng nước mắm nha. Mình tính đem bằng muối với nước tương thôi, ăn cho mặn chơi. Nhưng giờ mà, đi xin nước mắm đâu trời, nhưng mà giữa đường mày phát hiện anh em mắm nước tương chưa, đây có nhà nè. Nhưng mà không biết hồi nãy đi đấy nhưng mà không biết 300 mét là cây số gì á. Nhà đâu? Trời đi thấy rồi. Cây không vậy? Ơi có nhà. Nhà đâu? Rồi thấy nhà rồi kìa. Có nhà chưa? Có đó, có cái dù á là có nhà đó. Không? Đi lại đi. Có người ta rồi. Nhà có chó không? Vô thử biết. Một giờ mình sinh tồn mà. Con chó. Giờ sao đi? Ba con chó đi vô đi. Đừng có đi. Đi đi. Chén nước mắm á, chén miếng nước mắm vậy. Nước mắm á.
mấy thanh niên đi chơi nước mắm gặp chó sợ các bạn ơi. Đi vô đây không cắn đâu, đi bình thường chó sủa chó không cắn. Không có cắn đi. Mấy anh niên giờ đi xin nước mắm mấy bạn ơi. Rồi giờ xin đi. Anh Hiếu xin đi. Kìa. Đi thoải mái đi. Dạ. Em quay kênh YouTube. Mình đã xin được chén nóng rồi nha anh em. Đi xin nước mắm mà chó quá trời luôn các bạn ơi. Nãy anh chủ nhà đó mấy mình quay tính quay xin nước mắm mà anh không cho quay ảnh, anh sợ mọi người ơi. Thanh niên kia đợi đi xin nước mắm về nằm ngủ luôn các bạn ơi. Rồi, đứng lại đi anh. Rồi, ngồi đi ngay lại. Anh với mày đi kiếm cho chơi nhanh nhanh chơi. Cùng, đó là cùng. Thì cứ để cho quay đi, chứ nó quay qua, quay qua đây quay. Rồi. Anh em mình đi bắt gà về đá gà cung. Sau một hồi đi xin nước mắm mà mình đã có chiếc mắm nha anh em. Bây giờ mình ướp sơ. Ba con gà nha cô, ba con nha cô. Thằng ba con nha. Mình ướp nước mắm với bột ngọt với tiêu nha. Rồi. Mình sẽ nhúm lửa bằng củi dầu nha. Quá trời luôn nè cô. Nhỏ không à? Thì anh cũng nhỏ nè. Củi nó dễ cháy hả? Hả? Củi này dễ cháy. Đây nè cô coi nè. Dễ cháy luôn ghê ha. Rồi. Giờ lửa đã lên rồi nha, mình thắng nước màu nha anh em. Bỏ chảo lên. Rồi mình cho một ít dầu ăn. Ít dầu ăn. Hồi đó đó giờ mới thấy thắng nước màu thắng dầu luôn trời. Chưa. Nó đỏ chưa? Sôi chưa? Đẹp chưa? Chưa đẹp luôn nha. Vậy chưa đẹp fan. Bụp luôn cameraman giờ, cameraman mất tử hả? Tử cho xuống ruộng luôn giờ. Đó, thấy chưa? Thấy gì chưa? Rồi. Nước màu giờ được rồi nha anh em. Mà đó giờ mới thấy vụ này luôn trời. Rồi cu cầm này ơi, cu cầm này ơi, đang lùi luôn kìa nè đây. Ba người ta kiếm chồng quá ba. Mà anh vô anh đọc cái à, sớm mình luôn á cu. Anh vô anh đọc rồi chạy đàn luôn chứ nè ba đi quay rồi. Anh sẽ mở cho em bài một nghe một bài tan vỡ vô chi dân nha. Đây vỡ tan mới nhẹ. Đây vỡ tan là như thế đây. Mình đếm buông thật mau giờ. Rồi, em đang đó giờ mới thấy thắng nước màu mà nó thắng bằng dầu ăn. Nó mình bị đói. Vừa đầu bếp kêu đó đó. Mình đếm buông thật mau giờ em đang ở đâu người ơi.
Ừ đẹp à, biết đẹp à. Rồi cô qua chặt cái dừa mà anh cu. Rồi phi tỏi lên. Cái này khóc á. Gì? Lấy dao nè. Rồi phi chặt cái dừa ra. Lại lấy nước mày. Em nội, em nội nè, cày sẵn rồi nè, thật chi khó khăn được. Rồi bỏ thịt vô, bỏ thịt chứ không bỏ nước mắm nha, bỏ thịt trong rồi. Anh thấy thịt nó lên màu chưa? Ừ thấy rồi. Đỏ chưa? Đỏ lại chưa? Luôn mấy bạn ơi. Đỏ chưa? Thắng nước màu á, thắng bằng dầu nhìn cục màu nè. Nè, cục nước màu mới ra dính cục gì nè. Vậy đi làm đồ bếp nè. Mấy bạn thấy cục nước màu có chảy ra không? Xui. Nó giấu cục nước màu không dưới luôn kìa. Xui. Nước màu mà thắng vô anh. Vợ đóng đi ra cục kẹo bạch nha chứ mà nói thắng nước màu, tôi lại luôn. Xui. Rồi, đổ nước mắm vô luôn. Ừ, đổ nước mắm vô. Từ mình đang chăm lo cho cục nước màu mình đó. Rồi giấu đi. Để xíu tan ra là thịt nó sẽ lên màu rất là đẹp. Giờ mình nấu cơm nha các bạn. Xin chào các bạn, sao mình chân nha. 300497. 300497. Gọi nè mày nói vô ơi. Nói gì nữa? Sao mày nói xàm dữ lắm mà. Nói gì nữa? Mấy bạn ơi, mình nấu cơm xong rồi bây giờ. Thằng này ngoài nói xàm lắm mấy bạn, vô video nó cứng ngà họng gì đó. Mình nấu cơm xong rồi bây giờ thì mình ngồi mình coi hai anh em mình nó nấu đó mấy bạn. Mình phụ nó tới. Là sao? Thôi. Nấu cơm xong rồi mình ngồi coi hai anh em mình nấu là sao? Nhưng mà mình thấy là cái nồi kho thịt này là mình thấy là xíu nữa mình lấy nước dừa mình làm canh luôn nha mấy bạn. Chứ mấy bạn nhìn thằng quanh nó so kho cái nồi thịt của nó rồi. Tao củi cục. Nãy giờ không có lửa mà. Thôi, củi nhỏ thôi. Mình đi dọn chứ không thôi mình đốt người ta quýt. Đi lấy củi anh. Củi anh. Anh đâu rồi? Rồi bây giờ mình sẽ qua nấu món canh chua nha. Nấu nước sôi dầm me. Giờ mình băm tỏi ra. Băm tỏi băm xả ra. Mất bao nhiêu thời gian hòa chung với nỗi cô đơn. Bây giờ mình sẽ chiên cá sơ cho nó không bị nát nha. Cắt làm 4. Rồi. Giờ nóng chảo đó. Ổi. Xả. Chiên sơ qua cho nó nấu canh nó không bị nát nha. Nhưng mà mình chiên sơ qua xíu nữa mình lật cá là nó bị nát nha. Không nát. Nguyên cá có gì đen đen rồi? Tỏ mà, đồng. Ừ, đem mì. Dầu vô. Dầu. Tỏi. Dầu. Cái này chết anh ơi.
Nó mới tỏi cho mới bỏ dầu. Trời, giống như hả? Chả. Không mua không đem lên giá mốt luôn. Nước mắm mà không mang nữa rồi giá mốt. Con. Thêm cuối không? Cuối nữa nè. Kệ nghe lắm mấy cái. Quá nhiều hơn cắt nữa. Nấu canh mà để gì không? Giờ cắt nào ông nội? Thơm vô nha. Vậy để cái teo lại mới ngu. Giờ cháo. Thơm cái này đâu, nó đâu có teo đâu. Cái mà ăn bị tê lưỡi á, anh biết không? Biết cái ăn thì bị tê lưỡi không? Cái giữa anh không cắt ra. Cái này cầu bóp mới cắt làm đôi đúng không? Đúng không? Hồi nãy giờ anh cắt cho anh cắt vậy thôi. Rồi mình xà cà chua với lại thơm cho nó săn săn lại xíu là mình bỏ nước vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm nha. Bỏ một miếng đường. Miếng nước mắm. Rồi mình đổ nước me vô luôn nha. Rồi. Nước sôi bây giờ mình sẽ bỏ cá nha các bạn. Rồi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mình là mình không phải đầu bếp chuyên nghiệp nên mình có sai sót thì anh em góp ý nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ rau vô nha. Mình bỏ đậu bắp vô trước. Nhìn nồi canh chua quá hấp dẫn luôn. Xong rồi mình bỏ miếng bạc hà vô. Bỏ nhiều chút xíu nó teo lại hết rồi. Nồi cơm được chưa? Rồi chắc được rồi đó anh em. Bỏ rau lên. Giờ mình bỏ rau ngồi gai ngồi ôm vô nha. Rồi. Được rồi đó. Giờ mình sẽ múc qua tô rồi anh em mình thưởng thức nha.
rồi hôm nay mình cũng thực hiện xong hai món ăn, mình mời anh em trong team ăn nha anh em. Rồi để anh em ăn thử rồi coi có góp ý gì không nha. Rồi bữa cơm nha các bạn, bữa cơm đi. Rồi anh ăn trước đi, anh ăn thử đi chứ em từ từ. Em mới ra ba ăn em chung nấu ăn no rồi. Em mới ra ba anh em ăn chung luôn anh chứ. Anh em vui rồi. Bậy bậy đâu được, phải để cho thằng nấu nó thử trước chứ. Trời chúng độc hả? Chứ sao? Trời ơi trời. Rồi. Rồi ok. Rồi, giờ anh em mình sẽ cùng thưởng thức nha anh em. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với anh em ăn mình nha. Ăn luôn đi cô. Thử muối nào trước đây. Bây giờ thì đập viên phải đập kho trước đây. Nửa miếng thịt đi. Ăn cơm trước anh thử cơm. Cái hộp này mình sẽ chấm với muối muối ớt nha. Do vì lý do kỹ thuật thôi. Rồi mời anh em nha. Mời anh em dùng với mình miếng thịt nha. Mời anh em nha. Mời cả mọi người nha. Sao cô? Đậm á. Đậm vị hơn. Ừ, đậm là mặn á hả? Đậm. Ngon. Nhưng mà mình phải cho thêm miếng nước mắm vô nha. Chạy phía lấy rồi. Trong có anh em. Trong nãy mình mới chạy vô mình lấy. Hay là đi nấu ăn không không cầm nước mắm nữa. Quên. Nấu ăn quên nước mắm luôn. Nói chung cơm thì mình nấu, cơm thì mình nấu ngon rồi. Gì anh em nấu mà. Ai canh mà chỉ có bật cái bếp lên xong rồi nhúng lửa à. Ăn thì thịt nó thịt mỡ nó không có ngán. Thường thường là cá là mà mình chấm nước mắm này của anh nó cho mình chấm với lại chén muối rồi. Muối nha mấy bạn. Mình tay chấm mướn nha. Mời mấy bạn ăn thử mình miếng cá nha mấy bạn. Đúng chỗ miền Tây rồi, cá. Mời mấy bạn nha. Cái chua và chấm ớt. Cá. Mình thử miếng nước canh nè. Ăn câu. Mạnh lên. Hiểm. Canh ngon à? Canh, canh ngon à? Canh ngon à? Không miếng canh. Thật ơi. Không. Anh không có canh chưa. Anh ăn cho em vui đi. Không. Không được đâu. Ăn cho em vui anh. Không. Đường ớt kìa mà. Miếng cá rồi. Chấm ớt. Ngon lắm. Ngon. Nhưng mà mới mốt á. Đi nấu ăn ngoài đây như vậy nào. Có gì nhớ lấy thêm cái nước mắm nha. Quên. Quên quên. Không á. Hết cái lạc quá hả. Rất là dứa. Chừng muốn canh luôn. Mấy ở dưới vừa ăn em. Thật còn lại nữa hả? Nhắc. Này em ăn thử miếng dưới em.
tí. Anh ăn đi. Cầm Samita. Ngon không? Mình cháy lâu lâu, lâu lắm rồi mình mới ăn lại đúng không? Mấy ngày rồi. Ngon hay rồi. Thôi, mấy giờ anh em mình đã ăn đâu nè. Cảm ơn Quốc Anh bữa ăn này. Thấy nhà hàng được không? Dắt ra nhà hàng ăn thì cỡ đó ăn đòi nữa. Mai mốt anh không dám tin lời hỏi của mày đâu. Mới mốt mà kêu anh đồng ruộng thì anh mới đi, rồi kêu nhà hàng anh không đi đâu. Nhà hàng gì nữa? Này là nhà hàng đầy mây luôn. Không có sao mà toàn mây luôn à. Mây điều vậy. Không gì được. Thôi, nãy giờ anh em mình đã ăn uống no nê rồi thì mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và các bạn nếu mà cảm thấy hay, các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có cái động lực để mình làm những video tiếp sau nha các bạn. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn. Chào các bạn.